vị và các bạn đang đến với chương trình Vaccine Cuộc Sống của kênh truyền hình O2TV. Vâng, thưa quý vị, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa thì cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì tiếng Việt trong vai trò ngôn ngữ văn hóa dân tộc đã có những thay đổi nhanh chóng xét trên nhiều phương diện khác nhau. Và một trong những thay đổi để nhận thấy nhất là sự luôn giành được sự quan tâm của xã hội, đó là ngôn ngữ của giới trẻ. Vấn đề lại càng trở nên nóng hơn khi mà gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, những ý kiến trái chiều về vấn đề này được đưa ra bàn luận sôi nổi. Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Và nó có nghiêm trọng hay không? Nghiêm trọng đến mức nào? Và chúng ta sẽ nhìn nhận nó ra sao? Đang là những trong những câu hỏi thu hút được sự quan tâm của xã hội, của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Và trong khuôn khổ phạm vi của buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không có tham vọng trình bày đầy đủ diện mạo của những vấn đề, cũng như là hy vọng sau ít phút của chương trình sẽ mang lại cho quý vị những cái nhìn thú vị và sâu sắc về vấn đề này. Trước hết xin mời quý vị cùng làm quen với hai vị khách mời sẽ tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vị khách thứ nhất tới từ Viện Từ Điển Học và Bách Khoa Thư Việt Nam. Ông là tác giả, đồng tác giả của hơn chục cuốn sách về ngôn ngữ như Người đẹp ăn làm sao, nói làm sao, Tiếng Việt từ cuộc sống. Ông cũng là khách mời của nhiều diễn đàn, hội thảo khoa học về ngôn ngữ. Một trong những công trình về ngôn ngữ của ông là cuốn Tiếng Việt từ cuộc sống, sách tập hợp và giới thiệu cùng bạn đọc 70 bài viết về những từ ngữ thường dùng hàng ngày, nhất là những từ nghĩa gần nhau nhưng ý nghĩa thì lại khác nhau. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tỉnh. Xinh đẹp, khả ái, có duyên với các cuộc thi sắc đẹp. Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 1993 đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Huyền Trang đã tham gia và được đánh giá cao trong nhiều cuộc thi như Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2013, Miss IT Go, Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2014, I Miss Thăng Long. Cô đoạt giải Miss ảnh của IT Go 2013 và là gương mặt được cộng đồng mạng rất yêu thích. Huyền Trang cũng chính là khách mời thứ hai tham gia buổi trò chuyện với Vaccine Cuộc Sống ngày hôm nay. Và xin được chào mừng hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào chị Thu Trang và chào tất cả các bạn khán giả truyền hình của O2TV. Chào chị Thu Trang, xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh O2TV. Tôi xin được dành câu hỏi đầu tiên tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tỉnh là ông có sử dụng các trang mạng xã hội hay không ạ? Trước đây tôi có một trang blog, nhưng gần đây sau khi có tham gia Facebook rồi thì tôi có hai tài khoản rồi thôi, tôi bỏ blog. Vâng. Và viết Facebook cách rất đều đặn. Vâng. Và hăng hái. Vâng. Ông hẳn là cũng có rất là nhiều friend trong đó, và hàng ngày thì ông được chứng kiến rất là nhiều thứ ngôn ngữ mới lạ của giới trẻ đúng không ạ? Ông nhận xét thế nào? Thực ra thì nếu mà giao tiếp với lại những trang của tôi thì có lẽ không có gì đặc biệt lắm. Họ cũng viết các comment này, rồi họ cũng chat và trao đổi. Nhưng mà khi tôi vào một số những cái trang blog hoặc là vào một số trang mạng mà giới trẻ trao đổi với nhau thì tôi quả thật là tôi cũng giật mình. Vâng. Chị Thu Trang nói là làm vấn đề nóng gần đây. Thực ra thì nó nóng cũng khá lâu rồi. Vâng. Chỉ có điều là càng ngày nó càng nóng. Và đây là một cái xu hướng mà có lẽ là chúng ta rất đáng để quan tâm, để bàn cho kỹ. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ý kiến của người trẻ tuổi. Vâng. Một người có lẽ là sử dụng các trang mạng xã hội cũng khá là nhiều. Huyền Trang, bạn có tham gia một mạng xã hội nào không? Huyền Trang nghĩ là không phải mình Huyền Trang, mà hiện cái giới trẻ bây giờ ấy, thì rất là nhiều người bao giờ trong một ngày dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để mình vào một trang xã hội. Ví dụ như là Facebook, Zalo hay là WeChat, Viber, nói chung là rất là nhiều. Mà cái thói quen đấy thì chắc chắn là sẽ rất là khó mà bỏ được. Vâng. Bạn thường dành thời gian đó vào những lúc nào? Mình thì hầu như là ngoài lúc đi làm ấy, thì tầm khoảng như là dành về lúc trưa, hoặc là sau khi ăn cơm trưa xong, hoặc là có cái thói quen là hãy check Facebook. Bây giờ cứ mình có dành thời gian là ý mình muốn khoe các bạn là thời gian này dành thì mình đang làm gì, hoạt động ở đâu. Vâng. Vậy bạn nghĩ sao và bạn có sử dụng những ngôn ngữ mà hiện nay giới trẻ hay dùng hay không? Đương nhiên là có. Thực ra bây giờ cái ngôn ngữ này thì làm cho Trang thấy cảm giác nó thú vị hơn. Bây giờ cái giới trẻ mình hay đệm thêm những cái từ ví dụ như là hay lúa. Người ta không nói là hay lúa, hay lúa, hay là hay quá, hay là người ta thêm từ bíp vào.
ấy, nó nghe nó sinh động hơn. Tôi cũng có một trang Facebook và cũng theo dõi khá là nhiều. Và trên friend của tôi, những bạn bè của tôi cũng có rất những người rất là trẻ tuổi. Và thi thoảng thì tôi có được đọc một số những cái bài viết hay là những cái cách comment hay là những cái lời bình luận, rồi những biểu trưng mà với cá nhân tôi chưa có thể mở lòng để tiếp nhận nó. Vậy tôi cũng xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tỉnh cũng như là Huyền Trang cùng xem một số văn bản mà chúng tôi sưu tầm được trên những trang mạng, và chúng ta cũng thử luận xem rằng là họ đang viết cái gì ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng ạ, theo dõi những văn bản này thì không biết là Trang có thể dịch được hết không ạ? Mới nhìn mình, chúng ta mới nhìn vào kiểu gì cũng cảm giác là hoa mắt đúng không ạ? Vâng, tôi thực sự là choáng ngợp với những văn bản như thế này, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất khó để mà luận và để hiểu được xem là các bạn ấy đang viết gì. Vậy thì chúng ta có thể nhìn một cái văn bản đầu tiên, và Trang có thể dịch cho chúng tôi rằng là họ đang giao tiếp gì với nhau không ạ? Vâng. Sao thế này? Đây là tâm trạng gì thế? Khó chịu quá. Dường như trong cô không có gì đó nghẹn lại. Anh biết không, anh đã thấy những cái không nên thấy. Anh đã đọc những cái điều không nên đọc. Anh nghe đấy. Anh rất muốn hỏi em, thằng ấy là ai? Người yêu cũ, người yêu cũ gọi em như anh, như anh xã. Tại sao anh buồn thế? Văn bản này thì chắc không khó lắm trong số những văn bản chúng ta tiếp xúc. Vâng. Nhưng mà đọc nhanh như Huyền Trang thì tôi chịu. Tức là đại khái là tôi ngồi tôi luận, vâng, suy luận thì cũng được, bởi vì nó có lẫn chữ Việt và chữ, vâng, gọi là cái ký hiệu của người ta. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là vừa rồi ta xem một loạt các cái văn bản thì có những cái văn bản khó vô cùng. Tôi thấy giống rất giống chữ Hàn Quốc. Giống chữ Hàn Quốc có. Vâng. Mà thậm chí có chỗ tôi tưởng là mấy cái văn bản ở dưới của cái lăng mộ Pharaoh gì đấy, non rất Ả Rập. Vâng. Tức là nó có rất nhiều ký hiệu. Có điều có lẽ lần đầu tiên ta làm quen, ta, vâng, thấy nó cũng hoảng vì thấy nó khá lạ. Nhưng có lẽ khi chúng ta đã biết được cái cách thức thể hiện của họ thì rồi chúng ta sẽ gỡ dần được. Vâng. Bởi vì thực ra thì nó cũng giống như ngôn ngữ là một cái hệ thống ký hiệu. Và ký hiệu nó có tính hai mặt, nó có tính quy ước. Và cái chính là mình lần ra được cái mã quy ước thì ta sẽ đọc được các cái văn bản đó thôi. Người ta nói là đừng phá cửa, có thể mở nó nhẹ nhàng bằng chìa khóa. Thì bằng cái chìa khóa tôi sẽ đọc được hết. Vâng. Chỉ có điều là tôi cũng lạ là tại sao lắm mã thế. Vâng. Tức là sáng tạo, tôi cũng phục là sáng tạo cũng khiếp. Vâng. Đấy. Sức sáng tạo rất là phong phú, rất đúng là không? Phong phú. Và đặc biệt là nó hình thành lên những nhóm các bạn trẻ là sử dụng các ký hiệu này. Có nhóm thì dùng lại vừa lẫn tiếng Việt lẫn các ký hiệu. Có nhóm thì chỉ có ký hiệu không. Tóm lại là rất là đa dạng. Người ta thì quy cho nó một cái khái niệm chung, đấy là ngôn ngữ A còng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có một cái xu hướng, một cái trào lưu phản đối cái ngôn ngữ A còng này, và nói rằng là nếu như tiếp tục các bạn trẻ tiếp tục nhìn nhận hay là sử dụng cái ngôn ngữ này như một cái xu thế hay là một cái trào lưu quá lớn và nó lan rộng thì nó lại làm mất sự trong sáng của tiếng Việt. Cái hiện tượng xuất hiện ngôn ngữ mà ta hay gọi là ngôn A còng ấy, hay là ngôn ngữ của thời đại công nghệ ấy, thực chất thì Việt Nam mình tiếp nhận một cái dòng thể hiện của nhiều nước khác. Mỹ cũng có, Hàn Quốc cũng có, Nhật cũng có, Singapore cũng có, rồi một loạt những cái nước gần đây chúng ta đều có cả. Và tôi cũng nói là các nước khác họ cũng có những cái cách ứng xử như ta đấy. Dạ. Đầu tiên họ phản ứng cũng rất mạnh mẽ. Và đối với những nhà bảo vệ văn hóa và ngôn ngữ, người ta phản đối yêu cầu cấm tiệt và coi đấy là một thứ phản văn hóa, không chấp nhận. Nhưng dần dần thì việc cấm không được, nó vẫn cứ tồn tại. Và cái điều quan trọng là tại sao nó tồn tại và có hẳn một cái số một cái lớp người hay lái được tham gia những cái giao tiếp theo kiểu như thế. Yeah. Thì người ta mới thấy rằng là đây là một trong những cái dòng ngôn ngữ mà ký sinh trong cái ngôn ngữ chung của mỗi một dân tộc. Nói thực bây giờ tức là do cái áp lực công việc và thời gian, cho nên người ta tạo ra họ là nói nhanh, nói gọn, miễn là hiểu ý với nhau. Cho nên trên thế giới người ta chấp nhận một cái ngôn ngữ gọi là Jejemon. Genemon, tức là cái ngôn ngữ mà gọi là mà ta hay dùng ở
ở tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng là rê rê, tức là he he đấy, ta hay dùng cái từ là he he hi 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 để cười đấy, thì người ta gọi là rê rê môn, tức là cái ngôn ngữ gọi là mạng. Và người ta yêu cầu là một là cái đó chỉ dùng trong một phạm vi hẹp và mang tính giải trí, và không được lạm dụng nó, tức là không biến nó thành một cái thứ gọi ngôn ngữ chính thức mà ảnh hưởng tới cái ngôn ngữ bản ngữ của mỗi một dân tộc, và nó làm mất cái sự trong sáng đi. Chắc hạn như tôi vào lớp bây giờ tôi cũng viết theo cái cách để tôi nghe giáo sư giảng, tôi đi học thì tôi viết tốc ký làm sao càng nhanh càng tốt để cho đỡ mất thời gian và ghi được nhiều, đúng không? Và khi tôi viết tốc ký tôi có quyền viết theo cách của tôi, miễn là tôi đọc được, đúng không? Thầy giáo không bảo tại không thể bắt bẻ tôi tại sao viết thế. Còn ngày mai tôi đến thi tôi trả bài thì tôi lại viết theo đúng một cái quy cách tiếng Việt đã quy định. Vậy thì cái việc mà người ta sử dụng các cái mẫu tự hay là cách thức đó là quyền của mỗi người. Như ông nói và ông cũng có chia sẻ rằng là ông cũng có những cái ký hiệu riêng cho mình trong mỗi bài viết khi mà lên lớp. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy ý kiến phản biện của tôi đôi chút thôi ạ, là với các bạn sử dụng ngôn ngữ A còng ý, thì gần như là cái ngôn ngữ đấy được quy định rồi. Tôi xin được hỏi Huyền Trang trước là bạn khi mà bạn mới viết những ký hiệu đó hay là những thứ ngôn ngữ đó thì bạn có phải mất nhiều thời gian không ạ? Thực ra thì lúc đầu thì mới rộ lên trào lưu này thì cái khả năng lúc đầu rất là hơi khó có chút. Nhưng mà dần dần thì vài ba ngày sau hoặc là mình cứ làm nó liên tục ý, thì nó cũng thành một thói quen và rất là dễ tiếp thu. Vâng. Tôi xin chia sẻ một ý kiến như này. Trong mạng Facebook thì có một cô con gái bắt đầu đến tuổi lớn là cấp 2 ạ. Bà mẹ cũng như ông bố cùng tham gia vào, cùng kết bạn với nhau để có thể tìm hiểu xem con gái mình đang suy nghĩ gì, giao lưu với bạn bè ra sao ở trên Facebook. Một ngày thì rất bất ngờ vì nhận được một cái thông tin, một cái dòng đọc mà không thể hiểu được luận ra là gì. Thì cô này mang đến cho một người bạn cùng chỗ làm và hỏi rằng là dịch dùm xem là con gái ta viết gì. Thì người bạn kia sau một hồi thì đã luận ra được rằng là chúng mày ơi, mẹ tao cũng có Facebook đấy. Chúng mày đừng viết cái gì linh tinh lên Facebook này, nếu không thì mẹ tao sẽ biết. Và thế là lúc đấy cô rất là hoảng sợ. Nếu mà đứng trên bình diện là một người cha, người mẹ, không phải là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ thì ông sẽ nghĩ sao ạ? Tôi cũng thấy ngạc nhiên và tôi cũng hoảng. Nhưng chúng ta phải biết rằng là cái ngôn ngữ trên mạng là người ta gọi là cái cư dân trên mạng là ảo. Vì thế nên người ta thường người ta có thể lộ diện và không lộ diện, có thể giấu mình. Và mỗi người đều có những suy nghĩ và tâm tư của mình, và lớp trẻ cũng thế. Vì thế cho nên nó xảy ra hiện tượng gọi là lóng đấy. Tức là lóng là gì? Tức là thứ ngôn ngữ nói chỉ trong một phạm vi hẹp thôi, người khác không biết. Vậy liệu là bố mẹ có nên học cái ngôn ngữ đó để có thể tìm hiểu là con mình biết gì không ạ? Tôi biết chắc chắn là nhiều bố mẹ là rồi người ta cũng tự tìm hiểu được. Và người ta cũng bẻ được khóa hết. Bởi vì đã nói được chuyện với nhau người này thì rồi người khác người ta cũng tìm ra thôi. Và cái sự khoảng cách giữa lớp già, lớp trẻ cũng không có ở đây đâu. Miễn là anh biết cách tiếp cận vấn đề. Vì thế nên là có nhiều bố mẹ người ta biết thừa là các con nói gì. Họ cứ giả vờ họ không biết. Nhưng họ vẫn đọc được. Và vì thế họ ngăn ngừa được nhiều chuyện và họ biết được những cái mà con cái mình ứng xử đấy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình có nói rằng là tiếng lóng hay là những cái ngôn ngữ ký sinh này không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà rất là nhiều nước. Và Việt Nam thì cũng có rất là nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng ngôn ngữ A còng. Và ngay sau đây thì tôi xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình và Huyền Trang cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Tháng 10 2011, cuốn sách tranh Sát thủ đầu mưng mủ của họa sĩ Thành Phong ra mắt công chúng. Cuốn sách là tập hợp 120 câu nói thông dụng trong đời sống thế hệ trẻ, được minh họa bằng những bức tranh vui nhộn và sinh động. Nhưng những câu cửa miệng của cư dân mạng lại vướng phải một luồng dư luận phản đối. Nhiều người lo ngại cuốn sách sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, vốn đã có một số biến thể tiêu cực gần đây. Mặc dù đã bị ngưng xuất bản chỉ sau 2 tuần, song đến nay người ta đã không thể phủ nhận được sự phổ biến tới khó tin của khá nhiều câu văn, cách nói được đề cập trong cuốn sách kể trên. Thậm chí, nó phổ biến tới mức đã có hẳn một phần mềm chuyên dụng để giúp dịch từ ngôn ngữ A còng sang ngôn ngữ phổ thông. Điều đáng nói là phần mềm này đã nhanh chóng được nhiều người biết tới và sử dụng. Thực tế cũng đã chứng minh, ngôn ngữ A còng không chỉ gây hại cho nhà trường và gia đình, còn gây hại cho xã hội. Không biết bao nhiêu trò cứu net diễn ra ngang nhiên trên đường phố,
cho lừa gạt dụ dỗ buôn bán trẻ vị thành niên nghênh ngang hoạt động, mà bàn tay chấp nối cho các hành vi tội phạm đó chính là sự ngây thơ của các bé tuổi teen và thứ ngôn ngữ khó hiểu này. Nhiều cảnh sát đã phải đau đầu và mất không ít thời gian dịch những ký tự ngôn ngữ A còng khi dò tìm dấu vết của bọn tội phạm buôn người. Theo tình báo của Hoa Kỳ, cứ 5 em trong chat room thì một em bị gã gẫm để tấn công và tra tấn tình dục, tệ hơn là giết người. Ngôn ngữ mà giới trẻ hiện nay đang dùng, nó khó hiểu, nó làm tôi khó hiểu mà tôi cũng không thể hiểu được. Nếu như trong gia đình mà con tôi dùng như thế thì tôi thấy có vẻ là sốc lắm. Ngôn ngữ đó thì theo mình là phù hợp với các bạn đấy, phù hợp lứa tuổi phát triển của các bạn trẻ đấy. Tôi không đồng tình với những ngôn ngữ như vậy thì nó sẽ mất đi tính thuần phong mỹ tục. Ngôn ngữ đấy thực ra thì tôi cũng thấy nó là một sự sáng tạo đấy, nhưng mà tuy nhiên với bản thân tôi thì tôi thấy nó hơi khó hiểu. Khi các bạn ấy nói hoặc là viết trên mạng thì điều đó khiến mình rất khó chịu. Thứ nhất là mình không dịch được và không hiểu được người ta nói gì. Thứ hai là có cảm giác là người ta khi nói chuyện không tôn trọng mình. Nó không phải là ngôn ngữ chung của thông thường của người Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vaccine Cuộc Sống của kênh truyền hình O2TV. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với hai vị khách mời trong trường quay. Xem phóng sự vừa rồi và hẳn là trên thực tế thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những thông tin về những cái tác hại không hay của ngôn ngữ A còng. Vậy phải chăng là chúng ta có quá cổ hủ, có một cái suy nghĩ vẫn còn tiêu cực đối với ngôn ngữ này? Như tôi đã nói thì đây là một cái dòng ngôn ngữ mà nó đang tồn tại và chắc chúng ta sẽ không cấm được. Những cái mới thường là bao giờ cũng hấp dẫn. Và nhiều bạn trẻ bây giờ là đầu tiên có thể không thích, nhưng sau thấy mọi người dùng thì mình cũng dùng, không mình coi là lạc hậu, gọi là tẩm hoặc là quê gì đấy, đúng không? Và có một số người thì là có sở trường, cũng có một số người có sở trường, họ sáng tạo, họ luôn luôn nghĩ ra. Cũng như là cái kiểu là cái cuốn Sát Thủ Đầu Mang Mủ ấy thì có nhiều những cái thành ngữ phải nói là giới trẻ người ta nói cũng đáng để suy nghĩ, nhưng có những cái thì họ cũng sáng tạo theo kiểu là tào lao. Vậy thì chúng ta cần có một cái điều tra tổng thể về mặt xã hội học để xem là cái hiện tượng các sử dụng những hiện đó nó như thế nào, đối tượng sử dụng ra sao, cách thức của họ thế nào, và cái việc mà người ta sử dụng nó có đem lại cái lợi ích gì không. Để trên cơ sở đó mình đưa ra một cái nhận định và một cái định hướng, chúng ta phải xem cái căn nguyên của nó, và đồng thời chúng ta xem những cách giao tiếp như thế trong cái phù hợp của cái xu hướng hiện đại, và đặc biệt là trong cái xu hướng mà giới trẻ hiện nay đã khác ngày xưa rất nhiều so với giới trẻ ngày trước. Vâng. Thì chúng ta sẽ có một cách nhìn nó gọi là đúng hơn và vâng, bình tĩnh hơn. Vâng Huyền Trang, bạn có nghĩ rằng như ý kiến của chuyên gia ngôn ngữ học thì sẽ có thể là đó chỉ là một thời thượng. Bạn sẽ chỉ dùng cái ngôn ngữ này trong một cái giai đoạn nào đấy, rồi đến khi bạn trưởng thành hơn, bạn lập gia đình và bạn cũng có tuổi thì cái ngôn ngữ này nó còn ăn vào trong đời sống của bạn hay không? Ngôn ngữ bây giờ hiện tại thì mình theo đang nó kiểu đang chuộng, được gọi đang chuộng. Thì bây giờ mình có thể là bây giờ mình dùng một thời gian đến thời gian nhất định nào đấy thì sau này nó sẽ mình sẽ tiến xa hơn, và mình cũng thể tiến xa hơn, mình sẽ sáng tạo những ngôn ngữ mới hơn. Cũng có thể là sau này những ngôn ngữ bây giờ mình đang dùng thì mình lại không sử dụng đến mấy, những khả năng đấy thì Trang nghĩ là rất là ít, tại vì bây giờ giới trẻ người ta xu hướng người ta đi xa hơn nhiều, thì cái ngôn ngữ khả năng nó sẽ mở rộng hơn và nó sẽ to rộng lớn hơn là những ngôn ngữ bây giờ, nó sẽ nhiều cái ý nghĩa hơn nữa. Đúng là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, cá nhân ông thì ông có nghĩ rằng hoặc là ông có lo ngại rằng là một ngày nào đấy một tiếng Việt chính thống sẽ mất đi và nhường ngôi cho những cái trào lưu hay là xu hướng và những cái mốt thời thượng như thế này không? Cái việc mà sử dụng cái ngôn ngữ A còng hay là ngôn ngữ mạng đấy, nó chỉ là một cái thú vui nhất thời, hoặc là nó chỉ là một cái phạm vi rất nhỏ trong cái việc cũng thể hiện cách thức giao tiếp của mình. Dạ. Không thể coi đó là cái chính thống. Chúng ta cũng giống như chúng ta ăn cơm uống nước hàng ngày ấy. Thỉnh thoảng ta ăn một hai gói bim bim hay là một cái gói kẹo cao su gì đấy, đúng không? Thì thôi cho nó vui vẻ cũng được, nhưng không thể ăn bim bim để sống được. Dạ. Cũng giống như không thể bỏ tiếng Việt được. Thực ra hiện nay nói thật với lại Thu Trang là nhiều người quá đam mê. Dạ. Và coi đấy như một cái điều hãnh diện, và họ luôn luôn sáng tạo ra. Tôi nghĩ Huyền Trang đã đọc được, rồi lúc đó là Huyền Trang lại lạc hậu so với lúc trẻ hơn. Không thể cập nhật nổi đúng không? Không thể cập nhật nổi. Và lại có một cái nhóm khác nó hiện đại hơn, thì lúc đó là có khi mình phải lùi lại. Vì vậy cho nên cái đó nó không tồn tại lâu. Và nó kém bền vững.
Và cái gì nó không bền vững thì nó sẽ không được coi là những cái mà đang hướng tới. Có rất là nhiều người bạn nước ngoài đã từng chia sẻ với tôi hoặc đã từng hỏi với tôi rằng là tại sao tôi tìm cái từ này trong từ điển tiếng Việt lại không có. Chẳng hạn như là một số ngôn ngữ nó đã ăn sâu vào mà nó như là đi vào đời sống rồi và họ sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà nói là ghen tị với ai đó thì có thể là ôi tôi gato quá mà, hay là ảo tung chảo vãi gì đó để nói diễn tả một cái điều gì quá, mà tôi thấy là nó gần như là một cái ngôn ngữ rất là thông dụng rồi. Và đến một lúc nào đấy thì liệu rằng từ điển của chúng ta có đưa thêm những từ đó vào không, giống như là Oxford họ đã đưa một cái từ mà có lẽ là trước đây chưa bao giờ có, đó là selfie. Và được dịch là như một kiểu dạng là tự sướng. Ông nghĩ sao ạ? Nếu như mà có nhiều người sẽ phải lo lắng về điều đó. Năm 2002 là Viên Viên Cũng Ngọc đã công bố một cuốn từ điển từ mới. Dạ. Tôi nhớ là xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Và có thống kê là tiếng Việt đã bổ sung khoảng độ 3.000 từ mới. Dạ. Từ năm bắt đầu đổi mới, tức là năm 90 đấy, cho đến năm 2000. Và trong 10 năm hồi đó đã bổ sung thêm một cái lượng từ mới khá đa dạng. Chẳng hạn những cái từ như con chip, như là cơm bụi, như là xe dù bến cóc, như là ô xin, như là kiểu vạn. Thu Trang nói như gato hay là khiếp vãi gì đấy. Nhiều lắm, đúng không? Dã man gì đấy, sinh dã man chẳng hạn thế. Thì những cái trường hợp ấy, một là nó sẽ tồn tại một thời gian nó sẽ mất. Nhưng sau khi mà nếu mà nó tồn tại lâu mà mọi người thấy hợp lý thì nó đương nhiên nó sẽ hòa vào cái vốn từ vựng tiếng Việt và được coi là một từ mới. Gato rồi có khi rồi cũng sẽ đưa vào, sẽ đưa vào đấy. Vâng. Quan điểm của Trang thì sao ạ? Cũng giống như là Thu Trang nói là gato hay là vãi viết hay vãi gì gì đấy, thì đấy ngôn ngữ đấy hầu như là không phải trên văn bản viết, là viết mình chúng ta comment với nhau hay là chat với nhau nữa, mà kể cả giao tiếp ở ngoài, ví dụ như là ra ngoài chẳng có thể nói ôi tôi gato trước cô mặc cái váy xinh thế, tôi cũng có thể nói là thế. Bây giờ nó thành một cái gọi là ngôn ngữ có thể gọi là đặc thù của bây giờ. Trang còn nhớ cái từ hơi bị không? Vâng. Đấy, từ hơi bị đầu tiên là một cái từ cũng để nói cho vui thôi, đúng không? Vì từ bị là thường là nói một cái gì đó là không được hay, tiêu cực. Vâng. Bị đánh hay bị đau hay bị ngã, đúng không? Nhưng hơi bị thì lại nghĩa với nghĩa tốt, đúng không? Nếu như nó là hơi bị được, đúng không ạ? Hơi bị được, Thu Trang này hơi bị xinh, đúng không? Huyền Trang hơi bị lộng lẫy chẳng hạn thế. Thì là hoàn toàn bây giờ người mọi người vẫn dùng. Và cái từ hơi bị đã đưa vào từ điển từ mới rồi đấy. Vâng. Sẽ được coi là một cái từ mà thú vị, đúng không ạ? Thú vị. Vâng, như thế là vốn tiếng Việt cũng được mở rộng hơn. Và nếu như là các bạn người nước ngoài mà có học tiếng Việt thì có lẽ là có thêm một quyển từ điển mở rộng từ gọi là từ mới, đúng không ạ? Thu Trang biết rằng là nước Pháp là một trong nước giữ gìn sự trong sáng của tiếng Pháp rất rất mạnh mẽ. Và Viện Hàn Lâm Pháp ra những quy định rất mạnh, rất 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 chặt, thậm chí là có những điều luật xử phạt hẳn hoi đấy. Nhưng rồi nước Pháp cũng phải chấp nhận một số từ mới, chấp nhận số từ Anh đưa vào vốn từ vựng của mình, bởi vì là hiện tại mọi người đều thấy việc đó là cần. Và cái đã cần thì chúng ta phải chấp nhận nó như là một cái xu thế bình thường thôi. Và có nghĩa là chúng ta sẽ biết sử dụng cái ngôn ngữ A còng đó trong một bối cảnh nào đó thật là phù hợp với những con người thật phù hợp, đúng không ạ? Ngay cả cái chữ A còng ấy bây giờ đã được rất thông dụng rồi, đúng không? A còng là một ký hiệu trong email, đúng không? Nó là một cái ngăn cách giữa tên và một cái miền mà được quy định trên internet. A còng này, A móc này, A khỉ, A đùa, A cuộn này, nhưng cuối cùng cái từ A còng đã thắng thế. Và bây giờ trở thành một từ mới rồi còn gì nữa. Ông nghĩ rằng có cái liệu vaccine hay là một cái phương pháp nào đấy để có thể bóc tách được một cách rõ ràng cho các bạn trẻ hiểu rõ? Và tất nhiên trên một bình diện rộng chúng ta không thể giao giảng một cách quá lên, nhưng mà cũng không thể nào cổ suý được cho cái việc này. Cá nhân ông nghĩ sao ạ? Thu Trang nói cái chữ vaccine là rất hay. Tức ta phải tiêm một cái liều thuốc miễn dịch. Ở đây miễn dịch là gì? Tức là ta phải để cho tất cả các em học sinh hay là những người sử dụng ngôn ngữ như tiếng Việt hiện nay hiểu được rằng là cái đáng để thực hiện hiện nay đối với tiếng Việt là gì. Ngôn ngữ là đặc thù mỗi dân tộc và linh hồn của mỗi dân tộc. Cho nên trước hết chúng ta phải cho rằng là cái điều chúng ta cần quan tâm đầu tiên đối với tiếng Việt là gì, là ta phải giữ gìn tiếng Việt ngàn đời như nó vốn có và càng ngày nó phong phú theo hướng tích cực. Còn cái chuyện ngôn ngữ A còng nó hoàn toàn không phải là một thứ gì là không hay, mà nó vẫn có những cái yếu tố tích cực của nó, và nó cũng là một xu thế chung mà chúng ta phải chấp nhận như là một cái dòng ngôn ngữ đang tồn tại, mà tôi hay nói vui là ký sinh trong lòng ngôn ngữ toàn dân. Chỉ có điều là chúng ta tận dụng thế nào, nếu nó bổ sung cho cái việc mà cái ngôn ngữ và cách thức của chúng ta thêm sinh động và vui vẻ một chút nào đó thì cũng là tốt, nhưng đừng có mải mê theo đuổi nó, hoặc là cũng đừng nghĩ rằng chúng ta luôn luôn sáng tạo nó để tạo ra một cái kênh khác mặt ngôn từ. Nó sẽ làm lệch cái bức tranh ngôn ngữ tiếng Việt và
khi người ta tập trung vào nó, người ta cái quỹ thời gian cho cái việc trau dồi tiếng Việt sẽ bị giảm đi. Như thế thì chất lượng và cái sự phong phú của tiếng Việt của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Lớp trẻ bây giờ rất giỏi giang, và lớp trẻ bây giờ người ta lớn hơn ngày xưa nhiều. Và người ta có nhiều cái điều kiện người ta thể hiện mình. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết được rằng là nên có những điểm dừng, và nên biết được rằng là cái cốt lõi của mỗi một con người vẫn phải là những cái mà chúng ta hướng về cội nguồn và hướng về ngôn ngữ dân tộc. Vâng, hãy nhìn một vấn đề hai mặt và xác định đâu là mặt phải để chúng ta có thể làm nhiều điều tích cực hơn, đúng không ạ? Vâng, một người trẻ tuổi nữa, tôi xin được nghe lắng nghe ý kiến của bạn để chúng ta có thể kết thúc buổi trò chuyện thú vị này. Cái ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng thì chúng ta nên phát triển nó theo một hướng có ích, theo một hướng là mình có lợi cho. Nhưng mà riêng cái ngôn ngữ mà tiếng Việt, ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì đừng bao giờ để đánh mất nó cả. Tại vì ngôn ngữ đấy là ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ, trước giờ ta vẫn phải dùng. Còn cái ngôn ngữ mà chúng ta đang dùng bây giờ chỉ làm cho chúng ta cái cảm giác nó sinh động hơn, nó khiến cho những cuộc nói chuyện của chúng ta nó vui hơn. Và cái đấy thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ mình nên sử dụng, áp dụng vào đời sống thật nhiều, nhưng mà phải nên thực sự là có ích. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình và cảm ơn Huyền Trang đã tham gia chương trình với chúng tôi. Mong rằng là liều vaccine nho nhỏ của chúng ta sẽ giúp cho giới trẻ cũng như là những khán giả theo dõi chương trình một điều gì đó rất là thú vị, và đặc biệt là liều vaccine này cũng sẽ có tác dụng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.